Chiều ngày 3 tháng 3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp truy bắt nhóm đối tượng nghi cướp tiệm vàng BQ, thị xã Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, có hai nam, hai nữ xông vào tiệm vàng BQ, trên tay cầm vật giống súng, đe dọa cướp số lượng lớn vàng tại cơ sở này. Sau đó nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai truy bắt nhóm đối tượng trên.